35 tù nhân ở Tây Bắc Venezuela vừa thiệt mạng do sử dụng thuốc quá liều. Hơn 100 người nữa đang phải cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 20 người trong tình trạng rất nguy kịch. Hành động của họ được cho là nhằm phản đối các điều kiện sống trong tù. Sự việc xảy ra tại nhà tù Uribana ở gần thành phố Barquisimeto. Các tù nhân đã uống các loại thuốc chống động kinh, insulin, kháng sinh và điều trị huyết áp. Thân nhân bên ngoài nhà tù đã cáo buộc cai ngục đầu độc tù nhân. Trong khi đó, thì văn phòng trưởng công tố Venezuela đang yêu cầu thẩm vấn giám đốc nhà tù về vụ việc này. Vụ việc lần đầu được báo chí đăng tin là vào hôm thứ Năm. Khi đó, nhà chức trách cho biết là có 13 tù nhân thiệt mạng. Từ ngày hôm qua, thì con số nạn nhân đã tăng lên 35 và còn có thể sẽ tiếp tục tăng. Venezuela là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm và giết người cao nhất Mỹ Latin, và hệ thống tư pháp thì đang phải vật lộn để đối phó với tình trạng quá tải.